Xin chào cả nhà, hôm nay thì kênh Thai TV 2 xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn những nhận định phân tích dự đoán trước cái trận đấu giữa Manchester United gặp Southampton trong khuôn khổ là giải bóng đá ngoại hạng Anh năm 2023. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2023 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh K cộng Sport 2. Quý vị và các bạn vào kênh K cộng Sport 2 là sẽ xem được trực tiếp trận đấu giữa MU gặp Southampton nha. Và bây giờ là những nhận định phân tích dự đoán trước cái trận đấu giữa MU gặp Southampton như sau. Manchester United cho thấy họ vượt qua cú sốc sau thất bại trước Liverpool với tỷ số 0-7 rất nhanh bằng một chiến thắng 4-1 ở Europa League. Điều đáng chú ý là huấn luyện viên Erik ten Hag giữ nguyên bộ hình chính của Quỷ Đỏ và những cầu thủ bị chê bai nhiều nhất đều có màn trình diễn rất là ấn tượng để đáp trả những cái chỉ trích mà thằng thua nói chung là rất là không chấp nhận được trước Liverpool với tỷ số là 7-0. Thất bại trước Liverpool ở vòng 26 không ảnh hưởng tới hoàn cảnh của Manchester United kể cả khi họ giành chiến thắng. Có lẽ là thầy trò của huấn luyện viên Erik ten Hag cũng không kỳ vọng vào việc là cái cuộc đua vô địch với lại là Man City và Arsenal. Trong khi đó, Quỷ Đỏ giữ chắc vị trí thứ 3 khi vẫn còn hơn Tottenham một điểm dù thi đấu ít hơn 2 trận. Thêm vào đó thì chiến thắng 4-1 trước Real Betis ở Europa League cách đây ít ngày giúp đội bóng của chủ sân Old Trafford yên tâm ở cái đấu trường châu Âu. Họ không cần phải tính toán nhiều việc dồn sức vào cái trận lượt về diễn ra sau đây vài ngày. Huấn luyện viên Erik ten Hag có thể tung ra một cái đội hình mạnh và chơi hết khả năng để củng cố sự tự tin cho Manchester United. Cuộc đối đầu với lại là Southampton là cơ hội để Manchester United giành chiến thắng, thậm chí là thắng đậm. Đội khách vừa bị đẩy xuống vị trí cuối bảng xếp hạng khi thua Bournemouth và thắng Liverpool ở loạt trận tối qua vào ngày 11 tháng 3 năm 2023. Trong 3 vòng đấu gần nhất thì Southampton thắng 2. Tuy nhiên, đó đều là những cái chiến thắng với tỷ số tối thiểu khi đối đầu với những cái đối thủ đang ở tình cảnh bất ổn như là Chelsea hay là Leicester City. Manchester United không thua Southampton kể từ mùa giải năm 2016-2017 đến nay. Southampton thường gây ra không ít khó khăn cho Manchester United trừ trận thắng 9-0 năm 2021. Đội chủ sân Old Trafford hòa tới 6 trận và 3 trận thắng với cách biệt tối thiểu trước cái đối thủ này trong vòng 10 lần chạm trán gần nhất. Tuy nhiên, với phong độ trái ngược giữa hai đội ở thời điểm này thì rất là khó để cho Southampton họ giành được cái điểm số trước Manchester United. Và bây giờ thì xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một video gần nhất. Thai TV dự đoán trận đấu này thì sẽ có tỷ số là 1-1 như quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn dự đoán như thế nào thì hãy comment phía bên dưới video này. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây. Nhớ đăng ký kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động thì hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã yêu mến đăng ký ủng hộ kênh Thai TV trong thời gian vừa qua nha. Ở cái tiệm Thai TV thì có một cái loa hiện tại bây giờ nói chung là bán xả lỗ luôn nha, lỗ cho tất cả quý vị nào mà đã đăng ký và comment nhanh nhất. Comment là muốn mua loa nhanh nhất ở cái video này thì Thai TV sẽ xả lỗ cho tất cả quý vị và các bạn là loa model Nanomax 15F3 600W với giá chỉ có 4,7 triệu. Hồi trước nó tới 6 triệu mấy. Quý vị và các bạn cũng có thể là gõ lên Google là Nanomax 15F3 600W giá bao nhiêu là quý vị và các bạn biết giá trị thật của nó, mà chỉ có xả lỗ với lại là giá là 4,7 triệu. Người nào comment đầu tiên thì sẽ bán cho người đó nha. Xin chào và hẹn gặp lại.